Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì mình vừa luyện chiêu xong cho một cái thành viên. Một cái thành viên rất là đặc biệt của mình nha. Con Macaron Gons. Bé yêu này hiện tại của mình đó là sau khi luyện chiêu xong, cái lượng đam của tuyệt chiêu mặt cái tuyệt chiêu là chiêu băng nha các bạn, đã tăng lên nó là 118% đam. Wow, với một cái lượng đam mới như vậy, anh này chúng ta sẽ mang nó đi chiến đấu trong cái khu vực. Đó chính là cái khu vực cuộc đua Heroes nha. Vô đây quậy nhẹ một tí cái nè. Bé này hiện tại đang là level 48 nha mọi người. Cũng là có số trong làng Dragon rồi ha. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ thể hiện kỹ năng nè. Đó, ui chào, mới xài có một cái thôi là bế tem bạn luôn rồi. Quá ghê gớm ha. Chỗ này thì ui chào, nó bắt anh em mình chờ nữa các bạn ơi. Thiệt tình là mình không thích chờ đợi tí nào. Anh em chúng ta chấp nhận tốn 11 viên gem để bỏ qua cái nhiệm vụ này đi. Rồi tiếp theo là nhiệm vụ cành cây. Oh my god, tới 14 cái cành cây lần các bạn ơi. Đây một cái mẹo nhẹ mà hắn ta cũng chia sẻ với các bạn luôn nha. Anh em hãy ghé vào cái trang của mình là trang hntchannel.com để các bạn sẽ kiểm tra được cho mình, đó là đây 14 cái nhiệm vụ, 14 cái cành cây này thì anh em chúng ta sẽ có thể làm được đến bao nhiêu nha. Đây các bạn, lap cuối cùng. Ủa không phải, cái này là nhiệm vụ Notch 5. Lap 14 và Notch 5. Đây các bạn, 14 và các bạn sẽ để ý cho mình nha. Anh em chúng ta sẽ thu hoạch tối đa là tầm khoảng 7 và 8 tiếng. Ui chà, 8 tiếng 20 phút sau thì anh em mình sẽ vào xúc thêm một phát nữa thì nó sẽ ok nha. Rồi, bây giờ thì bắt đầu cái chế độ gọi là cày cuốc thôi nè. Bây giờ mình sẽ coi cho hai cái con hệ đất nha các bạn. Mình sẽ cho hai con hệ đất nó yêu nhau đi. Đây, đây là cách mà làm nhiệm vụ với tốc độ bàn thờ luôn ấy. Tốc độ cực kỳ nhanh. Rồi, cho hai bé hệ đất luôn các bạn à. Đâu rồi. Đây rồi. Vô kèo. Đó, các bạn cho mấy con này nó yêu nhau và khi mà xong thì chúng ta sẽ thả nó ra cái chỗ ấp trứng nha mọi người. Và mọi người ơi, đây, các bạn để ý tới cái quyển sách thần kỳ này nha. Đây cái quyển sách này thì hiện tại anh ta đang cố gắng làm cái nhiệm vụ này nè mọi người. Mình sẽ nhận được thêm 5 viên game nữa nha. Sau khi mà anh em chúng ta sẽ thả cái con Error. Đây cái em Error này ra nha. Chỗ ấp trứng thì mình đang ấp cái con này luôn. Đó. Wow, bé ớt nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ thả cái bé này ra. Đây anh em chúng ta sẽ nâng cấp cái con này lên ha. Chắc có lẽ là cho lên được tầm khoảng level 7 đi ha, cho nó bự bự. Đó, quả ớt xanh siêu to khổng lồ luôn. Rồi chỗ này thì anh em chúng ta đây thả nhẹ một cái một cành cây. Rồi vậy là anh em chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ trên đây rồi. Đó, mở ra một cái quyển sách và chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng của mình. Vô keo. Này, ôi trời, cái con này đẹp phết luôn các bạn ơi. Đó, nhìn phải nói rằng mê ly luôn. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta đã được một bé nữa ha. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với, ui sẽ được 8 viên game nè các bạn, 8 viên game. Đây, hai con này mình cũng đang up luôn nè mọi người. Đó, tới công chuyện liền. Một bé nha. Rồi, sau đó anh em chúng ta sẽ cho con này nó ăn một tí cho nó mập lên ha. Ngon lành cành đào liền. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là, để mình xem coi. Đây bé yêu này luôn. Hai con hệ lửa luôn các bạn ơi. Lửa với đinh ốc ha. Rồi sau đây thì anh em chúng ta đã full rồi nè mọi người. Wow, cái này anh em mình sẽ kiếm thêm được một ít viên game nữa bỏ túi nè. Đó 28 rồi đây. Đây thì mình sẽ nhận thêm được một ít nữa. Ui cha cha, ngon lành nha. Rồi vị trí, ui cha, cái con này nó biến thành vàng luôn các bạn ơi. Vàng nguyên khối ha. Quá thú vị. Rồi anh em mình đã hoàn thành được tầm khoảng 5 cái rồi ha. Bây giờ mình sẽ kiếm mình làm tiếp nha mọi người. Tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ đến với đây cái bé này đi. Rồi mình cần cái con cấp C. Con đất với điện ha. Con đất với điện cho nó yêu nhau. Còn cái này thì hiện tại mình đã có rồi nè.
Ôi, con này mình cho nó yêu nhau chưa vậy? Đây 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 đây, có luôn các bạn ơi. Một bé vô kèo liền, cộng thêm được 15 điểm. Chỗ này thì hiện nay chúng ta cho con này ăn một tí luôn nha. Đó, cho mấy con này nó ăn một tí để cho nó có, nó lên level một tí. Đó, nó bự bự lên. Như vậy thì khi mà anh em chúng ta kiếm rồng thì mình sẽ kiếm dễ hơn đó các bạn. Chỗ này thì mình sẽ đến với, à vị trí này mình xem nữa coi. Wow, hôm nay là anh ta đi kiếm game nè các bạn. Đây là một trong những cách mà anh em chúng ta kiếm cái lượng game cũng khá là nhiều. 8 viên nữa ha. Đây, đất với lại là điện ha. Chiêu đất với chiêu điện, mình sẽ cho hai con này nó yêu nhau. Rồi, đi truy tìm con hệ đất với con hệ điện cái đã. Đất. Wow, đâu rồi. Đây, bé đất và bé điện. Phải tìm ra bé ấy mới được. Ui, cha bé điện của mình hình như là không lẽ. Có lẽ nào. Đây rồi, có là tưởng nó không có chứ, hết cả hồn. Rồi, này thì tầm khoảng 6 tiếng, 7 tiếng á. 7 tiếng á thì anh em mình mới xong. Quá tuyệt vời. Còn chỗ này thì sao đây? Cành cây này các bạn chú ý nè. Các bạn sẽ thả cái con hệ đất ra nha. Các bạn thả gọi là xuống sát có bao nhiêu các bạn thả hết bấy nhiêu luôn. Đó. Đây, chỗ này luôn các bạn sẽ kiếm mấy cái hai con hệ đất cho nó yêu nhau nhiệt tình vào. Đó, phải cho mấy cái bé này nó yêu nhau nhiệt tình vào mới được. Đây. Một bé, thêm một bé nữa nè. Đó, và đây là cái cách mà chúng ta sẽ leo láp rất là nhanh nha mọi người. Đó, Hunter chia sẻ rất nhiệt tình cho các bạn luôn. Anh em nào yêu mến thì đừng quên cho Hunter một like ý. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thả nó ra nè. Đó, sau đó thì các bạn sẽ bán bớt mấy cái này đi. Vì rồng này chúng ta làm rất là nhiều lần á. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với một cái khu vực. Ui, chỗ này không biết anh em đang có cái gì đây. Đây, hiện tại thì Hunter vẫn đang xin orbit của thành viên này nha. À, và có một cái rất là thú vị nữa là trong cái chỗ mà shop ấy các bạn. Trong cái chỗ mà shop để mua nè, đây. Anh em sẽ kéo xuống phía dưới cho mình nha. Đây, các bạn kéo xuống tuốt phía dưới. Đó, các bạn có thể mua được những cái con này với cái này là vàng các bạn. Các bạn sẽ sử dụng vàng để mua được những cái orbit này nha. Đó, một cái mẹo rất là thú vị cho mọi người. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi nâng cấp đi. Anh em mình thử đi nâng cấp vài cái nhà lên coi. Ôi, không được. Mấy cái này là nè, hắn tên nâng muốn xì khói hết rồi nè. Nó không cho mình nâng nữa. Rồi, chúng ta sẽ đến với một cái khu vực. À, hôm nay mình muốn review cho các bạn xem về một cái thành viên. Đó chính là Titan Lửa. Một trong những con Titan rất là mạnh nha các bạn. Con này là hệ đời đầu luôn. Hắn tên sở hữu được cái con này lúc mà nó mới ra là mình bế nó rồi. Đó, bây giờ thì nên chúng ta sẽ coi đối thủ của mình sẽ là ai đây. Vô kèo liền. Đây, vô kèo xúc nha các bạn ơi. Tới công chuyện luôn. Wow, mới vô hút máu nhẹ cái đi. Đó, quá tuyệt vời ha. Pha này thì chúng ta sẽ trở ra, mình sẽ nhờ tới thành viên Titan đi các bạn. Con Titan nó sẽ có một cái bộ giáp. Đó, không thể xuyên được cái giáp của mình đâu. Tiếp theo thì mình sẽ nhờ đến thành viên này đi. Wow. Chỗ này thì anh em chúng ta sẽ nhờ đến thành viên hút máu đại pháp nè. Mang một ít máu đem về nữa. Đó, là chúng ta lại có thêm vừa một hút máu nữa ha. Bây giờ những cái con ma cà rồng nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho anh em mình. Đó, còn dòng Titan thì nó sẽ có một cái giáp giống như là nó sẽ chịu thêm được một lượt đánh nữa. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho các thành viên này. Nên chúng ta sẽ có thêm được một cái khả năng giống như một cái khoảng nữa để mình hồi máu ấy. Ui, trời ơi, quá căng luôn các bạn ơi, lượng đam đến từ cái thành viên này. Wow, con này nó sát thương nó mạnh quá. Rồi, vị trí này, Victory ha. Một hẹp. Đó, sau đó thì anh em mình sẽ ra ngoài mình thu hoạch nhẹ cái. Một cái, hai cái vẫn không ra được cái cành cây nào ha. Tiếp tục. Cái này là anh em mình phải làm tầm khoảng mấy chục lần luôn á các bạn. Khi 30-40 lần á thì nó mới được ha. Chứ nếu như mà quá dễ dàng thì ai cũng hoàn thành xong hết rồi.
Rồi chỗ này thì mình sẽ thay đổi một tí, mình sẽ mang con rồng đá ra. À nhưng mà mình sẽ mang con này vào đi. Đây. Mang mình đổi vị trí nó một tí nha các bạn. Đó. Rồi. Heroic. Ui cha thôi, đổi đội hình đi, cái con này nó heroic nó khỏe lắm. Đây rồi, vô kèo liền. Wow, vị trí này thì nên chúng ta sẽ cho cà rồng ra trước đi ha. Đó, sau đó thì sẽ hút máu trở lại nè. Lấy lại những gì đã mất liền. Tiếp theo thì mình sẽ nhờ đến thành viên rồng đá này. Chỉ tầm khoảng một chiêu thôi là con rồng đá này dư sức hốt được tên bạn rồi. Wow, quá mạnh. Như vậy thì cho con Titan này nó ra, nó chịu thêm một đòn nữa đi. Ngon lành nha. Đây thì khả năng hút máu của mình đã trở về rồi đây. Để xem coi sát thương của con này nó sẽ bao nhiêu. Trời ơi, quá cao các bạn ơi. Sát thương con này nó quá mạnh. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với nhân 2. Rồi, vị trí này thì lụm luôn ha. Athos. Victory ha. Ngon lành luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái thành viên Virago đi. 70-70. Ui, đội hình này cũng khá là chùa. Rồi, thả thử hai phát nữa coi nó ra không. Ui, nó vẫn không ra cành cây nào nữa cho mình luôn. Pha này thì sao đây? Đó, vẫn tiếp tục nha mọi người. Chúng ta sẽ cho nó yêu nhau tiếp hai con hệ đất. Rồi, và lần này anh em mình là đến với khu vực này đi. Và đây là cái hiệp thứ 3. Vô kèo. Trời ơi, một chiêu thôi, Virago của mình nó quất cho bay màu luôn. Màu sắc nhạt nhòa liền. Đây rồi, chúng ta sẽ bế nhẹ cái thành viên này luôn đi. Quá tuyệt vời ha. Con này thì nó tới 5 sao luôn. Ui, và không ổn nha. Con này nó có cái chiêu ít 2 sát thương với thành viên nữ hoàng Macaron của mình. Do là chinh chiến lâu năm nên HNT có cái kinh nghiệm các bạn. Có cái kinh nghiệm trong cái pha này. Rồi, lụm nhẹ một con trước. Rồi, pha này thì... Ôi, sát thương của mình bị giảm rồi cả nhà ơi. Không ổn tí nào. Ui, trời ơi, con này nó đam với hai con luôn hả? Wow, hên quá. Macaron của mình vẫn còn có thể chịu được. Wow, tên bạn có con Titan ánh sáng nhìn cũng khá là cool ngầu. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ phải sell off. Đây, bán bớt mấy cái con hệ đất đi. Đó. Ca này thì tình khá chua nha, nãy giờ mình like cũng được mấy lần á mà nó chưa ra cái cành cây nào cho mình. Tiếp theo thì chúng ta vẫn đến với cái chỗ arena đi. Chỗ này còn được tầm khoảng 3 hiệp nữa nhưng mà đội hình của mình thì bị tan nát rồi. Nó quýnh rồi, không còn manh giáp luôn. Đổi rồng. Đổi luôn. Sốt, đội hình này mình thấy ổn hơn nè. Vô kèo liền. Đây, con ma cà rồng của mình là xúc bay màu được. Sức sát thương của bé này hiện tại đang khá mạnh. Wow, và đây là nhân vật Ali. Rồi, vẫn không chịu nổi một chiêu của ma cà rồng nha các bạn. Bé ma cà rồng lượng máu sẽ không cao nhưng mà đổi ngược lại là lượng đam của nó khá là ổn. Wow, cố lên. Một cái, hai cái. Rồi, sau đó thì nên chúng ta thả ra nữa nè. Nó vẫn không ra. Đó. Bởi vậy không phải dễ dàng đâu ha. Cố lên. Vô này mình mới có 1/14 thôi các bạn. Làm phải làm xì khối luôn. Chỗ này thì đội hình tem bạn mình thấy nó mạnh rồi. Nó khá là mạnh. Pha này anh em mình sơ sẩy là rất dễ bị đi bội luôn. Wow, sát thương được đam luôn nè. Rồi, phá giáp trước ha.
Đó, lần này thì một hit là được một em liền. Ngon lành, hút máu nhẹ cái. Ok, chỗ này thì anh em chúng ta sẽ lụm luôn đi. Không nổi các bạn ơi, lượng đam mình vẫn bị thiếu một chút xíu ha. Và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đến với nhân vật cuối cùng của tên bạn. Ui, lượng đam gắt quá. Anh nói rằng đây là một cái lượng đam rất là kinh khủng luôn các bạn ơi. Chỗ này thì chúng ta sẽ lụm nhẹ tên bạn một cái đi, mình sẽ hút máu ha. Đây, 100k. Đó, lượng dược đam này nếu như ổn thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa tên bạn đi. Còn không ổn là mình bị bay màu lại liền. Rồi, quá tuyệt vời. Trận này win nhưng mà hy sinh hết con rồng VIP luôn rồi. Đó, và này chúng ta có thêm một cái chiếc gương may mắn ở đây. Wow, xem coi nè. Ui, được 24 ha, 24 orbit. Rồi, pha này mình sẽ ra mình thả mấy cái bé này ra nữa. Ôi, lần này không ra được rồi. Cái này thì hắn ta phải làm rất là nhiều lần nữa các bạn, chứ không phải là đơn giản đâu ha, mới ra được thành cây. Đó. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để hắn ta ra video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Rồi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.